Chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em nỏ mới. Nỏ này nỏ mini 05, nó cũng khoảng 85% là nó giống hàng nỏ 03, nhưng nó khác cũng một số bộ phận. Mình sẽ giới thiệu cho anh em ha. Bộ này nó bao gồm là cho mình 5 cái tên và một khoảng dài viên bi anh em. Dài viên bi ở dưới là ốc vít của nó. Khoảng này mình đã lắp lên hết rồi. Đây, bộ này á, là nó đây nó khác nha. Hàng 03 thì phần này nó có miếng gỗ ngoài này, ở 05 nó không có. Đây, à, cái này ở 05 là nó cánh này nó to hơn, cánh này to hơn 03. Đấy, mình sẽ nói những cái khác nha. Ở phần hàng này thì nó có cái phần chỉnh tâm bằng ngắm cơ đây, anh em có thể đây nút chỉnh nè, em có thể dặn qua nè, nè. Mình chỉnh sao cho chuẩn cho mình. Đó. Đây, cái này nó có sử dụng bi và mũi tên luôn, ha. Bi sắt và mũi tên đều được nha anh em. À, còn về mặt hàng này thì mình sẽ báo cho anh em luôn, mình nhận hàng thanh toán tại nhà nha anh em. Mình có cọc trước là 50.000 để tránh tình trạng bơm hàng, cọc hoặc là chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại đó tùy mình. Còn chuyển khoản hết thì có giá tốt hơn hoặc là tặng quà. Còn về kiểm hàng thì mình sẽ kiểm trong hộp. Khi mà anh em cọc 50 á là mình sẽ kiểm trong hộp về bên mình nha anh em. Anh em không có bài ra bên ngoài về bên mình, mình sẽ nói với bưu tá luôn. Ví dụ anh em bài ra ngoài là mình sẽ yêu cầu rút hàng về, mình không có bán nữa. Tại vì những hàng mà những nhạy cảm mà nên có bài ra xong rồi mình gáp mình lắp tùm lum hết đó, nên mình mua bán mình sẽ nói trước, lúc đó là khỏi có bích lòng nha anh em. Đây, cái này nó rắn dây ngắm à. Đây mình gắn đây ha, chân này là chân 11 đây anh em, mình sẽ chân 11 đây. Cái này ngắm cơ, ví dụ mình không muốn gắn laser hay ống ngắm gì vẫn gắn được nha. Thì tùy mình thôi, đi tùy điều khiển của mình chơi. Nó này bắn bi và mũi tên, bi là bi 6. Mũi tên thì cứ nhét từ trên đầu bắn xuống đây ha. Nhét từ trên đầu bắn xuống nè. Đây ha. Để chưa gài dây xuống là đi tới đây nè. Đây, này là nỏ mini 05 thì nó cũng tương tự như 03 nhưng mà nó khác một số bộ phận, giá thì nó sẽ rẻ hơn một tí. Những cái dòng nỏ này đang lên giá nè, lý do là không sản xuất nữa. Nó ngừng sản xuất tại vì bên bản dịch bệnh nên em không sản xuất, nó ngừng sản xuất á. Nên là giá nó bị tăng, nên là mình mỗi mẫu nó tăng cả 100.000, còn mẫu này thì nó mới về nó sẽ rẻ hơn bên thằng nổ kia. Giá cả anh em xem phần bình luận nhà bên mình nha anh em. Anh em mình mua hàng cứ liên hệ số điện thoại là 0706305521, còn 0949457553 Zalo hai số đó luôn. Còn trang web chính của mình là nathuncaosu.com để anh em tin tưởng mình mua hàng hơn. Tại một cái trang web lập ra nó rất là nhiều tiền, nên những cái shop mà lừa đảo cho anh em này, ví dụ lừa đảo tiền cọc thôi đúng không, những cái shop mà lừa đảo tiền cọc thôi, tại vì hàng tới cho kiểm mà đó, nên là mình khỏi có cứ để mình yên tâm hơn ha. Còn bên mình thì trang YouTube chính của mình là Cải Tiến Nát Thun, anh em cứ bấm vô đó mình xem về cái độ uy tín trước khi bị liên hệ mua, hoặc là Zalo mình có đăng với anh em cọc lên đó nè. Còn những mặt hàng này thì shop mình mà anh em không tin tưởng mua nữa mình khỏi mua shop nào hết nha anh em. Tại vì bên mình bán là 4-5 năm mà đó, toàn đấy anh em. Cải YouTube chính mình Cải Tiến Nát Thun và Quỳnh Lưng Nát Cao Su nha anh em. Đây anh em sử dụng kéo lên đạp lên bắn thôi. Nguyên kim loại 100% hết luôn, không có cái nào bằng nhựa nha anh em. Kim loại 100% hết toàn bộ sản phẩm. Đấy. Rồi anh em mình mua cứ liên hệ với mình ha, số điện thoại anh em cũng để trên màn hình đây nha. Rồi chào anh em nha.